2, 1, đá. Wow, hai cầu thủ đang rất là căng thẳng và kịch tính. Không biết là đội nào sẽ giành chiến thắng đây. Sút, Quang Hải sút không vào rồi. Suýt nữa vào rồi. BBTV. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, các bạn nhìn này, trên tay mình đang là một bộ dụng cụ học tập cool đấy. Nhưng mà mình đã lấy ra để sử dụng rồi, cho nên là chỉ còn mỗi chiếc vỏ hộp thôi. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món đồ chơi từ chiếc vỏ hộp này nhé. Nếu các bạn muốn biết mình làm món đồ chơi gì thì hãy xem đến cuối video. Ok, bây giờ chúng mình cùng làm nào. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng dao dọc giấy để mình tách cái phần mặt trên này ra. Sau khi cắt xong thì mình sẽ sử dụng băng dính để mình dán cố định phần góc này. Rồi, vậy là mình đã có một chiếc khay này các bạn. Yeah. Các bạn có biết mình sử dụng cái khay này để làm gì không? Đây chính là một cái sân bóng đấy các bạn. Rồi, sân bóng thì cần có cỏ đúng không? Mình sẽ sử dụng giấy màu xanh để làm mặt sân. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ trang trí cho sân cỏ này nhá. Ok. Rồi, sau khi cắt xong thì bây giờ thì mình sẽ trang trí ở trong sân bóng này. Ok, sau đó mình sẽ sử dụng keo để mình dán lại. Nhìn này, nhìn đã giống sân bóng đá chưa? À, mà sân bóng đá thì cần phải có gôn phải không nào? Nên là mình sẽ sử dụng hai chiếc ống hút này để làm gôn nhá. Ok. Mình sẽ nối hai ống hút vào với nhau. Và gắn vào đây, mình sẽ sử dụng keo nến. Ok, vậy là mình đã có sân bóng và cọc ngôn rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cần trọng tài và khán giả nữa. Trọng tài thì mình sẽ cho gia đình nông dân siêu phàm làm trọng tài để điều khiển trận đấu. Yeah. Ok, bây giờ khán giả mình sẽ cho vài bạn này. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho hai đội hình ra sân nhá. Đội bên cột môn màu hồng thì mình sẽ cho lão bội làm thủ môn. Ok. Đội cột ngôn màu vàng sẽ là thủ môn Đặng Văn Lâm. Và hai cầu thủ chính của ngày hôm nay đó chính là lão bội đấu với Quang Hải. Cùng đội với lão bội đó chính là Tiến Sĩ Đơ. Và cùng đội với Đặng Văn Lâm đó chính là cầu thủ Quang Hải. Bây giờ hai cầu thủ sẽ tiến ra sân. Trọng tài bắt đầu. Đếm 3, 2, 1, đá. Wow, hai cầu thủ đang rất là căng thẳng và kịch tính. Không biết là đội nào sẽ giành chiến thắng đây. Sút, Quang Hải sút không vào rồi. Suýt nữa vào rồi. Yeah.
Sút vào. Vậy là Quang Hải đã giành chiến thắng 1-0 nghiêng về đội tuyển của Quang Hải. Quang Hải giỏi quá. Chút. Tít. Các bạn ơi, vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu rồi đấy. Và kết quả cuối cùng thì chiến thắng dành về đội của Quang Hải với tỷ số là 1-0. Xin chúc mừng đội của Quang Hải. Vậy là từ một chiếc vỏ hộp không sử dụng nữa, mình đã tái chế lại trở thành một món đồ chơi rất là thú vị phải không nào? Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.